Sport 247, nơi cập nhật nhanh nhất các tin tức nóng về thể thao Việt Nam và thế giới. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng trên kênh của Next Sport. Chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những thông tin về thể thao qua bản tin Sport 247, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút sáng hàng ngày. Chia tay Viettel, Hoàng Đức nói lời gan ruột về đội tuyển và sự nghiệp. Sau trận hòa nhiều tiếc nuối với Ấn Độ, Hoàng Đức cũng sớm phải dọn dẹp đồ đạc để chia tay thể công Viettel, nơi anh đã gắn bó từ khi còn rất nhỏ. Trong ngày ra đi, anh đã nói lên nhiều trăn trở không chỉ về riêng bóng đá và câu lạc bộ, mà còn là những điều đáng suy ngẫm về cuộc sống, sự nghiệp. Với tôi, thể công Viettel luôn vô cùng đặc biệt, nhưng đã đến lúc cần thay đổi. Câu lạc bộ và tôi không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng, và tôi cũng muốn tìm một môi trường khác để tiếp tục phát triển bản thân. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định. Về việc từ bỏ sân chơi V-League để xuống thi đấu ở hạng nhất, anh cho hay: rất nhiều người nói về việc tôi đã chuyển tới đá cho đội bóng hạng nhất. Với tôi, chuyện đó không quan trọng lắm. Ở Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng có những cầu thủ rất giỏi xuống chơi ở hạng dưới. Và đặc biệt, phía Ninh Bình có mục tiêu rõ ràng, hứa hẹn rất nhiều trước khi tôi về. Mục tiêu của đội bóng mùa này chắc chắn là giành vị trí cao nhất để thắng hạng. Tôi rất háo hức khi nghĩ đến viễn cảnh được góp sức giúp đội giành suất đá V-League mùa sau. Bên cạnh đó, câu chuyện tài chính là một vấn đề mà nhiều người sẽ cho là nhạy cảm, nhưng Hoàng Đức đã không ngần ngại mà thẳng thắn chia sẻ. Không chỉ cầu thủ, với nhiều nghề khác thì kinh tế cũng rất quan trọng. Có kinh tế tốt mới nuôi gia đình được, chăm lo cho bố mẹ, thậm chí là giúp đỡ họ hàng, người thân. Nếu lúc còn thi đấu tốt, chúng tôi không tính tới kinh tế thì sau này sẽ rất khó khăn. Đời cầu thủ cũng như các vận động viên thể thao khác rất ngắn. Có nhiều người chỉ trích tôi vì tiền, nhưng mong mọi người hiểu là con người thì ai cũng muốn mình và gia đình có cuộc sống đỡ vất vả. Thậm chí nhiều người cho rằng tôi cũng như các đồng nghiệp đã nó nề thành tích, có kinh tế khá nên hết động lực. Điều này hoàn toàn là sai lầm. Thi đấu cho đội tuyển quốc gia là bổn phận của mọi cầu thủ. Mỗi khi khoác lên người chiếc áo đấu có cờ tổ quốc, chúng tôi luôn cảm thấy máu lửa và hết mình. Ra sân thì ai cũng muốn chiến thắng, nhưng không phải cứ muốn là được. Tôi hy vọng đội tuyển sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn hiện tại, lấy lại phong độ và có thành tích tốt tại AFF Cup 2024 để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Những con người yêu bóng đá Việt Nam đương nhiên đều muốn đội tuyển lấy lại phong độ và thậm chí là vươn đến những đỉnh cao mới. Nhưng câu hỏi được đặt ra là như thế nào và đến bao giờ? Những phép thử mơ hồ và thế khó của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trước trận đấu gặp Ấn Độ, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã nói rằng đội tuyển Việt Nam cần những nguồn năng lượng mới. Tuy nhiên, thực tế lại không hề đơn giản như vậy. Người tiền nhiệm của ông là huấn luyện viên Philippe Troussier đã thử và không thể thành công. Đáng lẽ đội tuyển Việt Nam phải có một bộ khung hoàn chỉnh rồi, AFF Cup không còn xa nữa. Ông Kim gọi nhiều cầu thủ trẻ nhưng mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ. Bình luận viên Quang Huy nhận xét: cuộc so tài với Ấn Độ là trận đấu thứ 6 của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong suốt những trận đã qua, chưa bao giờ ông giữ nguyên một đội hình xuất phát và ông lại tiếp tục cuộc thử nghiệm của mình trong trận đấu với Ấn Độ. Dù gặp áp lực phải chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận không thành công, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn muốn trao cơ hội cho những nhân tố mới, tạo tiền đề để xây dựng một bộ khung mới và hướng bóng đá Việt Nam đi trên một con đường mới. Nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn bế tắc và vẫn chưa thể tìm ra cách để thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Có thể dễ dàng nhận thấy, bóng đá Việt Nam đang quay trở lại thời kỳ suy thoái, khi mà đỉnh cao của thế hệ vàng đã trôi qua, còn lứa kế cận lại chẳng có nhiều tài năng nổi bật. Việt Nam còn thua xa Thái Lan hay Indonesia? Để có cái nhìn rõ hơn về câu chuyện suy thoái của bóng đá Việt, hãy phóng tầm mắt sang nền bóng đá có thể nói là số 1 ở Đông Nam Á hiện tại, Thái Lan. Những học viện bóng đá hàng đầu Việt Nam có được sự chuyên nghiệp, hiện đại hay liên kết với trung tâm đào tạo trẻ nước ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn ở Thái Lan thì nhiều không kể hết. Chỉ tính riêng tại thủ đô Bangkok, số học viện bóng đá như vậy lên tới con số 13. Thái Lan đã trở thành vùng đất tiềm năng để nhiều đội bóng châu Âu khai phá. Những câu lạc bộ hàng đầu lục địa già như Arsenal, Atletico Madrid đã gia nhập thị trường này bằng cách hợp tác xây dựng những lò đào tạo trẻ. Cùng với những lò luyện của các câu lạc bộ tại Thái League, thống kê sơ bộ có tới hơn 100 cơ sở tại xứ Chùa Vàng. Chưa dừng lại ở đó, chính phủ Thái Lan cũng mở rộng mối quan hệ và khuyến khích các học viện bóng đá lớn khác đến từ Đức và Brazil đầu tư vào đất nước này. Ngay cả Indonesia, quốc gia mà chúng ta vẫn thường cho rằng đã vùng lên mạnh mẽ chỉ vì nhập tịch, thực tế họ cũng chưa từng bỏ qua đào tạo trẻ. Những cái tên nổi bật như thần đồng Marcelino, dị nhân ném biên Ahan hay thủ môn Hernando đều trưởng thành từ những trường học bóng đá rất phổ biến ở Indonesia trong hai thập niên vừa qua, hay còn được biết đến với cái tên là SSB. Có đến hàng trăm SSB giải cấp xứ vạn đảo với một hệ thống có chiều sâu, chịu sự quản lý của Bộ Thể thao, đồng thời nhận ngân sách từ Bộ Giáo dục.
Đây là trường trung học dành riêng cho các vận động viên trẻ, có phong trào bóng đá phát triển, thành lập câu lạc bộ một cách bài bản. Từ Real Madrid, Barca cho đến Man City, Inter Milan đều lần lượt mở học viện bóng đá tại xứ vạn đảo. Có thể nói, con đường phát triển của Việt Nam vẫn còn rất nhiều trắc trở chông gai. Điều quan trọng hơn cả là sẽ cần đến sự quyết tâm, chung tay của nhiều tổ chức, đoàn thể cũng như cá nhân mỗi người hâm mộ đã và đang dành tình cảm cho bóng đá nước nhà. Cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam Tin Văn Quyết là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất. Việc lão tướng Văn Quyết nói lời chia tay với sự nghiệp thi đấu quốc tế đã để lại tiếc nuối cho rất nhiều những người dành tình cảm cho bóng đá Việt Nam, và trong đó có cựu thuyền trưởng của những chiến binh sao vàng, ông Philippe Trouzier. Trên trang cá nhân của mình, ông chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam vào năm 2018, Nguyễn Văn Quyết chính là cầu thủ khiến tôi ấn tượng nhất. Cho đến giai đoạn cuối của tôi ở Việt Nam và thậm chí là đến bây giờ, ấn tượng đó vẫn còn vẹn nguyên. Văn Quyết là cầu thủ có trí thông minh về chiến thuật và có kỹ thuật cá nhân tuyệt vời để hiện thực hóa các ý tưởng của bản thân. Hơn thế nữa, cậu ấy có sự khác biệt để tạo ra các khoảnh khắc tỏa sáng, điều cực kỳ quan trọng với các cầu thủ tấn công." Phân tích sâu hơn về vai trò và sức ảnh hưởng của tiền đạo sinh năm 1991, huấn luyện viên Trouzier chia sẻ: "Nhiều người cho rằng Văn Quyết là mẫu cầu thủ ích kỷ trên sân bóng, nhưng điều đó không hề đúng. Sau thời gian làm việc với Văn Quyết, tôi biết cậu ấy là mẫu người của tập thể. Ở thời điểm đó, tôi có may mắn khi cậu ấy vẫn chưa dã từ đội tuyển, nhưng đáng tiếc là tôi không sử dụng được cậu ấy ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Ngay từ đầu, tôi đã giải thích cho Văn Quyết rằng, về mặt thể chất tôi rất khó đưa cậu ấy vào đội hình chính. Tuy nhiên, cậu ấy cần sẵn sàng ở bất cứ thời điểm nào đội bóng cần đến, bởi lẽ cậu sở hữu các phẩm chất vô cùng hiếm có. Tôi biết những lời nói đó có thể quá thẳng thắn và khiến cậu ấy tổn thương, nhưng Văn Quyết rất chuyên nghiệp. Cậu ấy tôn trọng những quyết định của tôi nói riêng và lợi ích của đội bóng nói chung. Cậu ấy đã thể hiện hết mình trong các buổi tập, khuyên các cầu thủ trẻ cải thiện và duy trì động lực và luôn bước vào sân với tinh thần cao nhất. Đối với tôi, Văn Quyết là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, một trong những chân kiến tạo xuất sắc nhất mà đất nước này đã từng sản sinh. Hy vọng rằng tôi có thể thấy anh ấy ở vị trí huấn luyện viên trong tương lai gần.